Sao mà chị hơi dung hết, chị hơi mượn vỡ bọn, chị hơi chích bờ đó tại vì hồi học anh nói chị hơi nghĩ là chị hơi chơi với con đó, ở nhà chị hơi chơi với con đó, đi phải chích bờ bọn đó, xong rồi chị hơi chích phải học bọn, chết xa cái thằng cô tiếng Anh vô, cô tiếng Anh vô xong cô dạ, xong cái loa cô Phú cô vô dạ, trời ơi, nhưng mà kiểu chi là cô Phú là cô không có quá cái gì đâu, đúng đó. Bấm lên cô qua thôi, cô qua lo lợn cái sao cái cha bố biết cái sao cái hát hát bùng luôn, hát la lợn luôn. Đứa đó cười hùa đứa đó, cô qua là cô qua cười hùa đứa đó. Đứa nó bạc bạc cái bộ đồ gì mà có quần màu tréo và màu xanh, mà có ố cũng màu tréo màu xanh, mà có mũ cũng màu tréo và màu xanh, cái chi cũng giống cha ta đứa đó. Chết ra không mong mà không mong đồ tắt giống có ố luôn, mong có bồ ta giống có ố luôn. Tại thành có sĩ đó tiếng để xin có thủy nổi tiếng luôn. Em ngại đó, em ngại em cay với chị Hương đó đó. Em muốn nói này em nói này mẹ mới là mẹ nói đó. Mẹ thấy em dạy sao các mẹ bầm với chị Hương xong mẹ bỏ chạy luôn đó. Mẹ nói này mẹ bầm với chị Hương xong các mẹ bỏ chạy đó đây. Mẹ mới là mẹ nói đó. Mẹ là mẹ đứa đó, mẹ bầm vô sang sao cho mẹ bỏ chạy luôn. Cô coi lột ra mà ơi sợ cô quá trời, trong lúc qua ngủ là ơi cũng nhận quyền thủ ở tay đó này. Kỳ ghê rồi, có gia đình không thương qua với trăng nữa, không thương qua với trăng nữa, cái không thương cục dồn của chị hơn, cục dồn của chị hơn quý báu lắm đó, không vỡ động là động được đâu nghe. Chào qua hôm nay dễ thấy mặt quần luôn á.